Kính lạy Tổ sư Minh Đăng Quang. Hôm nay chị Tăng trong mọi cửa khước hạ rất là vui khi mà thấy bà cũng mẹ tụi con dẫn tụi con đến cái cửa đạo cha mẹ sanh mình ra. Nhưng mà ít có được cha mẹ hay là bà mà dẫn con đi làm điều tốt. Mình đây là đủ can ngày cầu vân xá vân đa vân số ngà na xa ของวัดจิตมณีหมู่10ตุ้มปิติทรงซืนที่แม่ตู้เดินพาลูกหลานเข้ามาณประตูธรรมที่มาตัวของ lớn lên rồi đó thì mới thấy được cái ơn cha nghĩa mẹ hơn núi hơn biển. Thế cho nên Đức Phật nói đó là nếu mình để cái vai này mà vác cha vai này đó vác mẹ đó thì hết cái trái đất này đó 100.000 lần cũng trả được. Vì vậy cho nên đó, là cha mẹ đã thương mình, không muốn mình làm những điều xấu, đã sanh mình ra hy sinh như mẹ tụi con đó phải đi bán nè, phải đi lo kiếm tiền nè, nhưng mà cũng không quên rằng cái vật chất chỉ có làm cho tụi con được coi như là lớn thân này thôi. Và đóng tiền cho đi học ở trường cũng chỉ lớn cái sự hiểu biết của thế gian thôi. Cho nên dẫn tụi con vô trong này để học sư á, ở bên Úc và người Việt Nam của tụi con dạy cho tụi con biết là một con người có chân, có thiện, có mỹ. Sau này nếu mình làm vua thì mình là một ông vua anh minh, nếu mình làm tướng thì ông tướng đó không chỉ là coi như là phụng sự cho đất nước mà lại là coi như ông tướng ông thắng cái lòng tham. Và mình là một người dù là công hay thương hay bất cứ một nghề nghiệp gì của một hai cái nghề nghiệp, mình đều là những con người làm trong chánh nghiệp, sống trong chánh mạng. Mười ba học từ ba nhân đôi, bố mẹ là ưu thực phẩm lẽ ưu phật đã đi hôn từ nhầy nhầy léo hôn chim hù ưu khuôn khổ mẹ khuôn khuôn khổ thô lôn lửa đặng thư thăm xung quanh sức thổ lao rồi và khuôn thô thổ phu khổ ca khuôn mẹ thổ pha là tên đính บุญคุณของพ่อแม่สุขที่ถึงพระพุทธานะครับถึงแม้ว่าดังคือสัมมาสัมพุทธองค์ได้เว้าต่อบรรดาพุทธบริษัทและท่านอานนท์ว่าถ้าเฮาเป็นลูกได้แบกพ่อไว้ถึงบ่าแบกแม่ไว้ถึงบ่าทั้งซ้ายทั้งขวาเดินวนจักรภพนี้เป็นพันพันหอกก็ขอแค่บุญคุณเพิ่นบ่ท้อและในมื้อนี้ครอบครัวของบรรดาลูกๆนะตอนรับตอนยังน้อยไปส่งเสริมปลูกลูกเขาเฮียนเพื่อหาความรู้ในฝ่ายโลกวันนี้พ่อแม่ยังใฝ่ฝันอยากให้ลูกทางฝ่ายธรรมจึงได้เอามามอบให้ครูบาเพื่อครูบาได้มอบศีลและอธิบายธรรมให้ปลูกลูกเข้าใจตื่นว่าเกิดเป็นคนเราต้องมีธรรมแบบใดและปฏิบัติศีลแบบใดจึงจะแม่นว่าคนตัวคงคิดสร้างฝักมันต้องมีโต้ของพวกลูกหูว่าเป็นยังเจ้าสาธิตธรรมจริงเป็นยังแต่ดีฝูงเพื่อนของน่ะจามปะองค์ลำวัวนี่มองนี้นึกว่าลำวัวที่จีก็ลอก็หมกนึกฉะนั้นองค์มันที่ติมดาวองค์ลอฮะตะกาจุ้งซันทุกคนองค์วัวนาวที่มีองค์วัวท้ายลอนึกท้ายท้อยองค์วัวลาวนึกลาวท้อยวัวนึกอันmua nước Mỹ, mua nước nào đó cũng là một nước thôi. Nhưng mà khi Đức Phật đó mà ngài tìm được đạo rồi đó thì ngài lo cho tất cả chúng sanh. Cho nên 26 thế kỷ rồi đó ai cũng có thể bị quên lãng trong thời gian, mà Đức Phật vẫn còn có những người con hy sinh hết cuộc đời để mà quên tiếp nối làm một con người mà cầm cái đuốc pháp, cầm cái chân lý, chứ không phải là làm con người mà cầm súng, cầm gươm, cầm cái lòng tham, mà làm con người rất là lợi ích cho quần chúng, cho xã hội, cho chúng sanh. Chúng bèn là cho xã hội, cho thả, cho bình thường của một quân, cho bình thường luộc của Phật sát, lấy Phật sát, nhôm leo thì Phật sát, một vấn năng này, cho cho xã hội, cho thả, và khi sẽ đối xin chân hòa. Thả bình thường sát, cho thương tiền cho Phật sát điều, tè thả của bình buồn, cho phù đầy mà nụt lộ, thăng ทีพบดังนั้นสัมมาสัมพุทธองค์จึงได้สละบัลลังก์พร้อมด้วยสละความสุขส่วนตัว
ข้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อสอบหาสัจธรรมนั้นแท้จริงตรวจสอบภูมิชีวิตคนให้ลุกคนจากความอาธรรมทั้งหมดkhi mà tụi con bữa nay mà thọ mười giới sa di đó thì cái phước của tụi con á một ngày một đêm 24 tiếng á thì bằng 1600 lần cái phước của ông vua. Như vậy thì khi mà tụi con kiếp sau á mà làm vua thì mẹ của tụi con có khổ không, có buôn bán thảo tầm không? Không, sướng lắm, tại vì đấy là những cái bà mẹ của vua hoàng thái hậu, có ăn có người lo, ngủ có người canh, nắm có người quạt, khác có người cho uống và đủ hết tất cả. Là bởi vì tụi con á là những đứa con hiếu tu cho ông bà, cho cha mẹ, cho cô quyền thất tổ. Một ngày mà tụi con giữ được 10 giới mà bằng á 1600 kiếp của những ông vua trên trần gian này. Như vậy thì mình khá mình tu. Mà nếu mà tụi con không giữ được cái giới mà mất một giới thì một ngày đó mình mất 1600 kiếp. Cho nên đó, ngày hôm nay sư vẫn còn giữ cái giới mà đến các nước, các khắp nơi hết về đây để mà sư truyền cái giới. Bởi vì tụi con ăn, muốn ăn về vật chất thì nó cũng chỉ là tiêu sau cái thời gian. Nhưng mà tụi con ăn những món ăn đạo đức, nó tồn tại mãi, nó theo tụi con mãi. Khi mình sống thì nó cũng ở với mình. Mà mình có giả từ cái cuộc đời này mình đi về cuộc cực lạc, cái thiên đường thì nó cũng theo mình như vậy. เมื่อชีวิตคนเราเกิดมาแล้วสอบหาสัจธรรมดังชื่อพวกลูกของมารณะศาลาเรียนแห่งนี้ถ้าพวกลูกเพื่อจะเข้าชีวิตมุกหรือสิ่งพบชิดพอโดยบริสุทธิ์ลูกจะมีความสุขและความเจริญพอกันกับ1,600ศาสตร์หรือพอกันกับ16กับบุญคนอันนี้เพื่อเป็นอานิสงส์ให้พ่อให้แม่และบรรพบุรุษของเฮาพร้อมกับวงศาคณาญาติได้รับอานิสงส์ไปพร้อมๆกันผู้ที่ทุกข์ก็จะหายจากทุกข์ผู้ที่ร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยขึ้นไปและพวกลูกก็จะนับมือก้าวขึ้นและเจริญตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเที่ยงทางนั้นสัจธรรมจะพาลูกไปสู่ความสำเร็จทุกประการทุกคนก็เรียกหนังแรกในองค์ย้อนเลยนะông là tám giới nha, lát nữa mà ông cạo cái tóc rồi đó, đắp cái y vàng vô đó, ở Thái Lan, ở nước Lào, ở Campuchia, ở Tích Lan, ở Miến Điện, vua cũng phải lạy nữa, mà chú Thiên đi ngang qua, họ cũng phải quan thị và lạy nữa. Như vậy thì họ không phải lạy con của họ, không phải lạy dân của họ, cha mẹ lạy con mà, bà cũng phải lạy cháu mà, nhưng mà họ lạy cái mà người ta làm không được, mình làm được. Ví dụ nhớ đời họ ham ăn. Tụi con vô đây ăn ngày ăn bữa, tại vì mình còn phải ăn pháp nè, mình phải tu nè, mình phải niệm Phật nè, mình phải tụng kinh nè, còn sao nữa? Người ta ham nặng, mình không có thích ham màu xe xua của cuộc đời, mình không có son phấn, mà mình mặc cái màu vàng áo đạo. Mà cái màu này đó, cách đây mấy ngàn năm tụi con có biết không? Người nào mà ở trong nhà mà giấu cái màu này đó, máu giấu màu vàng á, là vua bắt được á, là trảm đó, giết đó. Mà bây giờ tụi con có cái phước vô đây được mặc cái màu này chỉ có ông vua được mặc và các nhà sư hồi đó được mặc thôi, người ở ngoài không được. Đôi chúng con phục luôn năng si khôn đấy, phù thì nói suốt, nào, tha hà, phục luôn đền nô, ai xuống và chỉ vo sầu lẽ sẽ cai thì xí lửa, mưa xí lửa, bay chính sấy, phù mi âm na. ภูมิบารมีหรือภูมิที่สูงสำเร็จก็ตามจะตกกาบได้หวายภูมิลุงผะเลื้องแต่ลุงผะเลื้องนั่นเอ็ดจังได้เขาจึงหวายเขาหวายศีลหวายธรรมบ่แม่นหวายเฮาเนาะเพราะเฮาเป็นคนหนึ่งที่นำเอาศีลธรรมมาเพื่อปฏิบัติและเฮาปฏิบัติได้บ่นี่เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาคำนึงถึงและคิดว่าเฮาต้องเฮ็ดได้และสมกับคำที่เราตกกาบเฮาและเขาไหว้บูชาเฮาบริเวณทุกที่สูงถ้าก็ตับจะตัวกองก็จดเตียงนำตู้เฮาไปเล่นกันเถอะตอนที่จะมอบสิ่งที่เก่าและที่ซิปน้องพ่อมือเศร้าผมรู้ครับแต่ชิ้นไปเลยดิไม่พอแล้วเจือบแปดพอมีเท่านี้ก็เตียงของกัน
แล้วบัดนี้พอลูกๆมีเงินบ่ในกระเป๋าน่ะมีเงินมีคํามีหยังบ่บ่มีน้องนะบัดนี้เพื่อก่อนสิรับสิทธิ์ที่9น้องและที่10แม่นบ่แม่นเงินบ่แม่นเงินแม่นคําน่ะฝากผู้อื่นไว้ก่อนน้องครับครับนะครับก็วันเยอะวันเยอะบางแง่กงวิทย์กี่บางแง่นะกงบางแง่ละวันเยอะฮะแล้วก็นึกเหลือดำไงแต่อยากกงวิทย์ก็ได้เดี๋ยวมันล้างอยู่ห้องดูผู้วันเดียวนี่เอาไว้ยังยังบอกเอาไว้ชงเอาไปฝากไปก่อนนอกฝากไปก็ไม่ขาวนี่ก่อนก็ได้นอกอย่าปุ๊บก็เดินไปไหนแล้วงามก็งาดีมัวปองะกุ้งผักนะมัวปองะกุ้งผักบัดนี้ลูกเอาเงินตัวนี้น้องไปซื้อดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัยไปหอบ้างหาเกี่ยวเกี่ยวอะไรเงื่อนอะไรมันมานี่ไม่ได้กันเงื่อนอะไรเราคุยมันมานี่ไม่ได้ปัดไปทางหลังนี่นะไปหาเงินน้ำเพลินนี่เอาเงินอะไรของเงื่อนอะไรมือในมือมานี่ก่อนเขาว่านายเวมาคุกเข่าอย่างนายเนี่ยมาเอามาแบนดามัวบอกว่าลองโยกกุ้งฝักไอ้ลูกเอาเงินนี่นอกไปตลาดนอกไปซื้อเอาดอกไม้งามๆนอกเอามาบูชาพระไปเอาเงินน้ำเพลินได้เท่าไรก็เอานอกขอจะดอกงามเด้อฉะนั้นเราจะนึกเยอะจะไม่ไถ่วิสุโกวิสุอยู่นั่งต้องให้ปักต้องต้องนาวคงไปเฮ้mình đã là một sa di một ngày một đêm mình được kết thúc 1600 kiếp làm vua thì đừng bao giờ hơn thua với thế gian chật lộn với đồng tiền đứa nhỏ xíu vậy đó mà đồng lấy ra 3000 rồi đi mua cái bông cúng Phật là nó cũng có gì hết mà ông sư cũng vậy nó hai cái đẹp cái đẹp thứ nhất là làm cho sau này mình được cái tướng như Đức Phật 32 cái vẻ đẹp ta 30 tướng tốt và 82 cái đẹp và cái nữa là cái đẹp tương lát nữa ông truyền cho 10 giới thì cái đẹp đó mới là tuyệt vời hơn nữa. Ngân thì lưu có bài nó Ngân thì lưu có bài Ngân thì lưu có bài kia hết nó Mẹ nhu bên con thì mình tha xâm lập tồn hơn một thân bị buồn. Tại mưa họ buồn ra Ngân thì bố mình tha nha Thôi họ lại phụng một thân đi. Tại Ngân thì lưu có bài nè Mì khuôn khá mò mì พอลูกไปซื้อเอาดอกไม้เนาะอันที่สวยสดและลูกพอใจนะเอามาบูชาพระถ้ามาบูชาพระนี้คือเทิดทูนนำใจของสัมมาสัมพุทธองค์เนาะและนี่ก็แสดงเห็นว่าความบริสุทธิ์ใจของลูกเมื่อเขาถามว่าในหางกายเขามีทรัพย์สินดอกนะปวดเป็นปุ่มีแก้ปุ่มีอันนี้ดีเนาะหมายความความสิ้นตัวปุ่มีสิ้นก่อนสิ้นก่อนที่จะได้chị và chị đi no hỏi tụi nó mấy đứa nhỏ đó con của vua lớn không con của tổng thống lớn không thì chỉ có phong lưu của trai vô vài lưu và tham và thiệt lưu chúng ta biết đi lưu lưu và sát mấy ông nào nhảy vô lớn không con còn con vua lớn không con tổng thống lớn không bò nhảy no đang tàu bò nhảy vô mẹ no nhưng mà với con của Phật á còn ai lớn hơn là con lũ đó pin lũ không có thể cho anh đây nhảy à con Phật lớn hơn cho nên tụi con người này không lắm á con vua thua con Phật tụi con về đây là con của Phật con lũ mà nó pin lũ